thanh toán viện phí trên Vietinbank iPay, giải pháp thanh toán viện phí từ Vietinbank. Bước 1, bạn đăng nhập Vietinbank iPay để bắt đầu thanh toán viện phí. Bước 2, chọn thanh toán hóa đơn. Màn hình lúc này hiển thị một bảng danh mục dịch vụ. Bạn chọn viện phí để tiếp tục. Bước 3, chọn bệnh viện mà bạn cần thanh toán viện phí. Bước 4, nhập mã bệnh nhân hoặc mã hồ sơ bệnh viện cấp cho bạn. Bước 5, kiểm tra lại các thông tin viện phí và xác thực giao dịch để tiến hành thanh toán. Bước 6, màn hình thông báo giao dịch thành công. Bạn có thể lưu danh bạ để thuận tiện cho các lần thanh toán sau. Chúc bạn có một trải nghiệm tốt với giải pháp thanh toán viện phí từ Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.